Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một các câu tiếng Anh khá là thú vị và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phát âm các câu tiếng Anh này. Và các bạn sẽ cảm thấy bất ngờ bởi vì những cái từ vô cùng đơn giản nhưng khi nó ghép lại với nhau lại có cái ý nghĩa rất là thú vị nhé. Ví dụ như câu này đó là trở thành trò cười cho thiên hạ thì các bạn sẽ nói như thế nào? Đương nhiên nếu chúng ta dịch word by word, có nghĩa là dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì nhiều khi đó, nghe người bản ngữ sẽ không hiểu. Nhưng cái cách của họ nói thì vô cùng đơn giản. Vậy họ sẽ nói câu này như thế nào? Các bạn cùng theo dõi. It's gonna be a laughing stock. It's gonna be a laughing stock. Có nghĩa là điều đó trở thành trò cười cho thiên hạ. Laughing stock. Các bạn cùng phát âm theo mình. It's gonna be a laughing stock. It's gonna be a laughing stock. I don't wanna be a laughing stock for anybody. I don't wanna be a laughing stock for anybody. Câu này có nghĩa là tôi không muốn trở thành trò cười cho bất cứ ai cả. Câu tiếp theo. Cái đó ngoài tầm với của tôi. Khi bạn muốn mô tả một thứ gì đó là ngoài tầm với của bạn, quá sức đối với bạn hoặc là rất khó hiểu thì các bạn có thể sử dụng cụm này. Vậy cụm này có nghĩa là gì? That's over my head. That's over my head. Các bạn phát âm theo mình nhé. That's. That's over. Over my head. My head. That's over my head. That's over my head. Over my head. Có nghĩa là quá sức đối với mình, quá khó hiểu. Cái này quá tầm của mình. Ví dụ, this movie is over my head. Bộ phim này quá khó hiểu đối với tôi. Câu tiếp theo mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong video này đó là tôi đánh cược cả cuộc đời tôi vào nó thì các bạn sẽ nói như thế nào? Tôi đánh cược cả cuộc đời tôi vào nó. I am betting my life on that. Các bạn phát âm theo mình nha. I am betting my life on that. I am betting my life on that. I am betting my life on that. Có nghĩa là tôi đánh cược tất cả với cái thứ nào gì đó. Với thứ đó. Hoặc là câu này. Cô ấy đánh cược tất cả cuộc đời cô ấy với cái business đó, với cái công việc đó, với việc làm ăn đó. Thì chúng ta sẽ nói đó là She is betting her life on that business. Các bạn phát âm nha. She is betting her life on that business. She is betting her life on that business. Business. She is betting her life on that business. Câu tiếp theo. Nếu mấy bạn muốn nói đó là tôi sẽ chỉ bỏ qua cho bạn một lần này thôi nhé. Ta sẽ chỉ bỏ qua cho mày một lần này thôi nhé. Thì các bạn sẽ nói như thế nào? Cùng tìm hiểu nha. I'm gonna let it slide only this time. I'm gonna let it slide only this time. Các bạn cùng phát âm theo mình. I am gonna, gonna, let it, slide, slide, only, only, this time. I'm gonna let it slide only this time. Câu tiếp theo. Nếu mấy bạn muốn mô tả một người nào đó mà rất là cuốn hút đối với bạn, cô ấy cuốn hút thật đấy, thì các bạn sẽ dùng từ nào để nói nào? Đó là she turns me on. She turns me on. She turns me on. Cô ấy thật là cuốn hút đối với tôi. Anh ấy rất là cuốn hút đối với tôi thì chúng ta sẽ nói đó là he really turns me on. He really turns me on. Câu tiếp theo. Hôm nay con trốn học đúng không? Ngoài cái từ là skip class ra, các bạn còn có thể dùng các cái cụm nào để mô tả với việc trốn học hoặc là trốn làm. You play hooky from school today, right? You play hooky from, cộng với một địa điểm nào đó. You play hooky from school today, right? Hôm nay con trốn học đúng không? Các bạn cùng phát âm theo mình. You play hooky from school today, right? You play hooky from school today, right? Câu tiếp theo, I never play hooky from work. Tôi sẽ không bao giờ cúp làm, tôi sẽ không bao giờ trốn làm. Play hooky from work. Câu tiếp theo, tôi tốn công vô ích rồi thì các bạn sẽ nói như thế nào? Tôi tốn công vô ích mất rồi. I made a trip for nothing. I made a trip for nothing. Các bạn cùng phát âm theo mình. I made a trip for nothing. Nothing. Le lưỡi ra giữa hàm răng nhé. Nothing. I made a trip for nothing. Don't make a trip for nothing. Đừng tốn công vô ích như vậy.
Don't make a trip for nothing. Câu tiếp theo, xin lỗi thôi thì xong chắc. Bộ xin lỗi thôi là được à? Thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Sorry is not going to cut it. Going to các bạn có thể giãn lược thành là gonna. Các bạn cùng phát âm theo mình. Sorry is not gonna cut it. Sorry is not gonna cut it. Sorry is not gonna cut it. Hy vọng các bạn sẽ học được rất nhiều điều trong video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé.